Cho đến thời điểm này thì có thể khẳng định là điện thoại thông minh đã trở nên quá phổ biến trong cuộc sống của con người và do đó không có lý do gì để một thiết bị công nghệ mới có thể đeo trên tay gặp khó khăn trong việc tiếp cận với khách hàng. Hiện tại mới là thời điểm khởi đầu, song thị trường của thiết bị thông minh đeo tay hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thời gian không xa. Vậy thì người tiêu dùng có thể chờ đợi vào điều gì từ các sản phẩm như thế này? Bỏ lại điện thoại thông minh trong túi và chỉ với một chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay, bạn có thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào, cũng như gửi email hay theo dõi sức khỏe, và cả đo tốc độ vận động khi bạn luyện tập thể thao. Đó là những gì sẽ xuất hiện trong tương lai với sự hỗ trợ của những thiết bị thông minh đeo tay. Hãng điện tử Samsung hiện đang muốn vượt qua Apple để cho ra mắt Galaxy Gear. Dù còn khá sớm nhưng nhiều người tin rằng điều này có thể sẽ thành hiện thực. Trong khi đó, đồng hồ đeo tay của Apple và LG đã ra mắt vào đầu tháng này, nhưng việc tiếp cận thị trường vẫn còn rất nhiều khó khăn. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn sẽ đeo nó hàng ngày? Nó có thể là điều thú vị để khoe với bạn bè trong một hoặc hai ngày. Nhưng hiện tại, những sản phẩm này vẫn là thứ khó bán cho những người ít tiếp cận với công nghệ. Google hiện đã hợp tác với nhà thiết kế Daniel von Furstenberg để cung cấp một loạt các mô hình cho dòng sản phẩm thông minh có thể đeo trên người. Trong khi đó, Apple thì kết hợp với Burberry và nhà sản xuất đồng hồ Tag Heuer để tìm kiếm những phong cách mới. Tuy nhiên, thời gian hoạt động của pin ngắn là yếu tố có thể khiến người tiêu dùng băn khoăn. Để trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày, tuổi thọ của pin cần phải dài hơn, pin uốn cong, co giãn linh hoạt và phù hợp với thiết bị đeo tay thông minh cần được phát triển. Từ điện thoại thông minh đến đồng hồ thông minh công nghệ này đã sẵn sàng để xuất hiện trong cuộc sống của con người trong tương lai rất gần. Không những vậy, nhà thông minh, xe thông minh và thậm chí là giày thông minh cũng có thể sẽ sớm được trình làng.